Wuling Bingo sắp về Việt Nam thêm bản SUV, ngang cỡ Ryzen, chạy tối đa 510 km trên sạc, quy đổi từ 264 triệu đồng. Wuling Bingo SUV là thành viên mới nhất trong dòng sản phẩm Bingo của liên doanh SAI Series M Wuling. Trước đó, hãng đã giới thiệu mẫu xe hatchback 2 cửa Bingo và phiên bản 4 cửa Bingo Plus. Bingo SUV được xem là phiên bản nâng cấp của Bingo Plus với nhiều cải tiến đáng chú ý. Được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm Tianzhu M dành cho xe điện, Wuling Bingo SUV sở hữu thiết kế ngoại thất đặc trưng của dòng Bingo với cụm đèn pha hình bầu dục, cản trước tối giản và kiểu dáng tổng thể thanh lịch. Mâm 15 inch được cho là giúp giảm lực cản 13%, giúp tăng phạm vi hoạt động lên tới 20 km. Xe có kích thước dài rộng cao lần lượt là 4090, 1720, 1575mm, chiều dài cơ sở 2610mm, phù hợp di chuyển trong đô thị. Như vậy, Wuling Bingo SUV có kích thước nhỉnh hơn Toyota Ryze, 4030, 1710, 1605mm và 2525mm trục cơ sở, về chiều dài, chiều rộng và trục cơ sở, nhưng thấp hơn về chiều cao. Bên cạnh vẻ ngoài nhỏ gọn, Wuling Bingo SUV còn gây ấn tượng, với không gian nội thất có tới 23 vị trí chứa đồ. Hàng ghế thứ hai có khoảng để chân lên tới 882mm, có thể gập lại để tăng dung tích khoang hành lý lên 1450 lít. Tuy nhiên, xe không có cốp trước, tựa tay hay tựa đầu trung tâm ở hàng ghế sau. Tương tự bản tiêu chuẩn và Plus, nội thất Bingo hiện đại hơn hẳn đàn em Mini EV với hai màn hình, gồm loại 7 inch sau vô lăng và 10,25 inch trung tâm, ghế lái chỉnh điện, điều hòa tự động, nút bấm để nổ, phanh đỗ điện tử và 4 túi khí. Wuling Bingo SUV được trang bị một motor điện duy nhất đặt ở cầu trước, cho công suất tối đa 100 mã lực và mô men xoắn cực đại 180 Nm, cho phép xe tăng tốc từ 0 đến 50 km/h trong 3,7 giây. Xe có 3 tùy chọn pin LFP, 31,9 kWh cho phạm vi hoạt động 330 km, 37,9 kWh cho phạm vi hoạt động 401 km và 50,6 kWh cho phạm vi hoạt động 510 km. Phiên bản pin 50,6 kWh có thể sạc đầy trong 30 phút bằng bộ sạc nhanh. Ứng với 3 phạm vi hoạt động, giá bán Wuling Bingo SUV ở Trung Quốc lần lượt là 75.800 nhân dân tệ, 84.800 nhân dân tệ và 95.800 nhân dân tệ, tương đương với 264,5 triệu, 296 triệu và 334,2 triệu đồng. Trước đó, hồi tháng 6/2024, trên website chính thức, TMT Motor chia sẻ thông tin sẽ giới thiệu 5 phiên bản Wuling Bingo dáng hatchback tại Việt Nam gồm 203 km LV0, 333 km LV0 bản tiêu chuẩn, 333 km LV1, 410 km LV1 và 510 km Plus kèm dài màu sắc đa dạng. Khi đó, bản SUV chưa ra mắt, TMT Motor cũng chưa đưa ra thông tin nào liên quan đến bản này.